Ngay sau khi xuất hiện đám cháy, lực lượng phòng cháy chữa cháy công an tỉnh Bắc Ninh đã điều động 4 xe cứu hỏa đến hiện trường dập lửa. Tuy nhiên do ngọn lửa bùng phát dữ dội nên chỉ sau khoảng hơn một tiếng đồng hồ, nhiều hàng hóa trong kho đã bị thiêu rụi, một số khung sắt lớn đã bị nung mềm đổ gục, một phần diện tích nhà xưởng bị dập. Khoảng 20 xe cứu hỏa được tăng cường từ Hà Nội về Bắc Ninh hỗ trợ tham gia công tác dập lửa. Theo ước tính ban đầu, ngọn lửa đã thiêu rụi khoảng 4.000 tấn giấy để sản xuất và học sinh, thiệt hại lên đến vài chục tỷ đồng hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ cháy